Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Lời giới thiệu: từ chàng trai vô thường đến người đàn ông nhà. Năm 2016, tôi được hân hạnh viết lời giới thiệu cho Vô Thường, một cuốn sách về nghề y nhưng mang hơi thở thiền môn của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung. Tôi đã nghĩ cuốn sách sẽ rất kén người đọc, nhưng không ngờ Vô Thường lại được tái bản đến 3 lần chỉ trong 1 năm và liên tục lọt top những cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường sách. Giờ đây tôi lại được hân hạnh viết lời giới thiệu cho cuốn Nhà của anh. Vì sao tôi đặt tựa lời giới thiệu là từ chàng trai vô thường đến người đàn ông nhà? Bởi vì tôi luôn dõi theo từng bước chân của Bảo Trung trên con đường văn chương này. Nếu như Vô Thường là những câu chuyện như mảnh đất chưa được vỡ hoang để mọi người đến chiêm nghiệm, nhìn lại cuộc sống hàng ngày của mình và nảy sinh ước muốn gieo trồng, thì ở nhà, mảnh đất ấy đã có những mầm xanh hy vọng, những cây cổ thụ vững chãi, những đóa hoa tươi thắm, những bóng mát thảnh thơi. Khi đọc Nhà, ta cứ như đang được tưới tẩm những giọt nước trong ngần, giúp lòng chuyển hóa và thăng hoa. Tôi nghĩ tác giả phải đi nhiều lắm, phải chạm nhiều lắm và phải khóc nhiều lắm mới có thể viết ra được như vậy. Bởi nhà như chiếc lá đã chín cùng với năm tháng, tôi gọi đó là sự trưởng thành. Trong nhà vẫn là những câu chuyện sinh lão bệnh tử của bác sĩ và bệnh nhân, vẫn là những giọt nước mắt, những nụ cười giữa cuộc đời quá nhiều chìm nổi, thay đổi. Nhưng Bảo Trung đã nhuộm vào đó một tình thương, một tấm lòng, mong mọi người hãy sống thiết tha với nhau hơn nữa. Hãy là nhà thật sự, để người thương có thể trở về, bởi biết đâu chớp mắt một cái, chỉ còn lại tro tàn. Và khi gấp cuốn sách lại, trong tôi như có một lời nói rất khẽ với chính mình: về nhà thôi. Trần Yến Châu, báo Sức Khỏe và Đời Sống. Bạn đang nghe Nhà tại Voice. Thân là một gánh mộng, biết lấy gì tặng nhau. Cuộc đời thì thoáng chốc, thương để lại ngàn sau. Một thông điệp Xin gửi tặng đến những ai yêu mến Vô Thường một lòng thương. Xin cảm ơn mọi nhân duyên trong cuộc đời. Có nhiều người đã trải qua biết bao lần thăng trầm, đã hiểu được thế nào là mái nhà, thế nào là mái ấm. Họ sẽ đi thật chậm, nương vào nhau mà bước. Họ hiểu ai cũng có những lỡ lầm, không trọn vẹn. Vì thế, họ biết giữ nhau bằng sự rộng lượng và bao dung. Mỗi ngày, dù vẫn chạy chiếc xe gắn máy cà tàng khắp nơi trong thành phố để khám bệnh tại nhà cho bệnh nhân, không hiểu sao tối nay anh lại thấy Sài Gòn rộng lớn quá. Lúc ở đường 3 tháng 2, trước mặt Du là một cặp vợ chồng già. Cụ ông khoảng hơn 70 tuổi, chạy xe rất từ tốn, thi thoảng quay lại nhìn cụ bà ngồi phía sau mỉm cười. Bất ngờ trên đường vang lên tiếng hụ còi inh ỏi của xe cấp cứu. Mọi người nhanh chóng cho xe tấp sát vào lề để nhường đường. Khi chiếc xe cấp cứu đã chạy qua, Du chợt thấy cụ ông đưa bàn tay ra phía sau, siết chặt lấy bàn tay cụ bà. Phải chăng
tiếng hụ còi xe cấp cứu đã nhắc nhở mọi người về tính vô thường của cuộc sống. Có khi chớp mắt một cái là mất nhau vĩnh viễn. Tận tuổi này hơn ai hết, cụ ông có lẽ đã rất hiểu nên vội siết chặt lấy bàn tay người thương. Hình ảnh đó làm Du nhớ đến bộ phim Sài Gòn Anh Yêu Em, đã coi cũng khá lâu. Có một câu thoại rằng: ở Sài Gòn này, lạc nhau là mất đó. Điều này có thể đúng nếu xét ở một khía cạnh nào đó của cuộc sống. Vì Sài Gòn rộng lớn quá và nhiều cám dỗ. Nếu lòng ai không vững, sẽ dễ dàng rẽ qua một ngã khác, rồi lạc mất nhau. Nhưng cũng có rất nhiều người đã phải trải qua biết bao lần thăng trầm, đã hiểu được thế nào là mái nhà, thế nào là mái ấm. Họ sẽ đi thật chậm, nương vào nhau mà bước. Họ hiểu ai cũng có lỡ lầm, không trọn vẹn. Vì thế họ biết giữ nhau bằng sự rộng lượng và bao dung. Dù vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi thì trời đổ mưa, cơn mưa trút nước tầm tã. Anh chẳng nhớ rõ trong 19 năm lên phố, bao nhiêu lần anh đi dạy kèm, bao nhiêu lần đến nhà bệnh nhân khám bệnh về, rồi bị chìm vào trong cơn mưa. Cơn mưa càng lúc càng lớn, chiếc áo mưa trùm qua người không che chắn đủ, khiến Du ướt mềm. Gió thổi mạnh và mưa quất rát mặt, buộc Du phải cho xe chạy chậm hơn nữa. Khi xe chạy thật chậm, vô tình anh nhận ra, mưa không phải lúc nào cũng dữ dằn. Khi đi trong mưa với tốc độ khác nhau, mưa sẽ tặng cho mình những va chạm khác nhau. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy, hành trình tìm kiếm hạnh phúc, thành công, nếu đi với những tốc độ khác nhau, cũng sẽ nhận được những kết quả khác nhau. Thường Du chọn đi chậm, vì đi chậm mới có thời gian chiêm ngắm vẻ đẹp hai bên đường và mới dễ dàng điều khiển được tay lái, tránh được những cú va chạm không cần thiết mà đôi khi còn có thể dẫn đến thương vong. Tự dưng Du thấy mưa nhẹ tênh. Anh cảm tưởng mưa giúp mình dội rửa khuôn mặt, xóa đi bao bụi khói, xóa đi lớp da cằn cỗi như chiếc mặt nạ mà đôi khi nhờ nó anh mới có thể an ổn trước cuộc đời biến động khó lường. Cuối cùng mưa cũng tạnh và Du cũng về đến nhà. Những hạt mưa còn đọng trên lá cây nguyệt quế trước sân dưới ánh đèn trở nên trong suốt mong manh. Hình như cái gì càng mong manh thì càng đẹp, và ngược lại, cái gì càng đẹp thì càng mong manh. Tiếng chuông điện thoại reo, Du nhấc máy. Alo, anh Châu hả? Ừ, anh đây. Tuần này chú ngồi phòng khám ngày nào cho anh một cuộc hẹn khám bệnh với. Dạo gần đây anh thấy mình không có ổn. Dạ, thứ tư anh ha. Hôm đó em ngồi phòng khám từ sáng tới chiều luôn đó. Ừ, cảm ơn chú. Du bước vào phòng, anh cảm thấy thật ấm áp khi trên bàn có chai nước mẹ để sẵn. Anh thầm biết ơn mẹ. Thật hạnh phúc khi mỗi đêm được trở về nhà trong hương hoa nguyệt quế bay nồng nàn và biết có mẹ luôn ở đó. Anh bật một bản nhạc và nằm xuống giường. Tiếng hát ca sĩ Khánh Ly vang lên khắc khoải, ma mị. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Nhạc phẩm Một Cõi Đi Về, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù rất yêu tiếng hát Khánh Ly, vì đó là tiếng hát đã đời dâu bể cuộc đời. Mỗi khi ngân lên là chạm vào tận cùng những xúc cảm. Anh cho rằng chỉ khi đã đời dâu bể cuộc đời mới hát ra được nhạc Trịnh, mới giúp người nghe cảm nhận được mỗi vết thương lành một nỗi vui. Trích nhạc phẩm Vẫn Có Em Bên Đời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và mới thấm thía được sự quý giá của một vài giờ ngồi im bên cạnh một người hiểu mình, dù đôi khi chẳng nói với nhau điều gì cả. Bởi ngoài kia lớp lớp phù vân, và lòng người cũng lớp lớp phù vân. Mới yêu đó
rồi lại ghét đó. Mới gần đó, rồi lại xa đó. Ngỡ nắm trong tay, nhưng vụt mất lúc nào cũng chẳng rõ. Luôn là vậy, âm nhạc có khả năng trị liệu và hàn gắn những thương tổn tâm hồn. Dù biết nên để cho thanh âm trầm bổng tràn vào tim, nằm yên để nghe, chỉ để nghe thôi. Có lần ca sĩ Khánh Ly trải lòng: số phận cũng oái âm, làm cho nhiều khi cảm thấy mình bị thương. Bởi vì nói trong cuộc đời mình không tiếc một điều gì cả, nhưng thật ra tận trong đáy lòng mình nè, phải tiếc chứ. Có nhiều điều để cho mình tiếc lắm, nhưng mà cứ phải vờ để có thể sống tiếp, để đi tiếp được. Đi một mình là điều bất hạnh, nhưng mà cũng có người được sinh ra chỉ để đi một mình thôi. Vì có khi một mình mới thấy hết được cái bao la của lòng người đó. Chứ nếu có nhiều người bên cạnh, đôi khi chỉ thêm một người bên cạnh lại trở thành cái gì rất là quan trọng. Trích bài báo xem Khánh Ly ở nhà hát lớn, Nguyễn Mạnh Hà, báo Tiền Phong, ngày 11 tháng 9 năm 2017. Đi một mình có phải là điều bất hạnh hay không? Dù tự hỏi mình, rồi tự trả lời. Đi một mình thì cô đơn đó, nhưng chưa hẳn là bất hạnh. Con người chỉ bất hạnh khi đi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau trong một căn nhà mấy chục năm trời, nhưng chưa bao giờ hiểu được tiếng lòng của nhau, và chỉ biết giày vò nhau. Dù chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trên bàn còn lại một bài thơ anh viết vừa khô nét mực. Nắng chói chang rát buốt, đất Sài Gòn hoa lệ, giữa dòng xe như thác, có ai đợi ai về? Để lặng nghe tiếng lòng, rằng một sớm mênh mông, với bao điều tìm kiếm, người ơi, hạnh phúc không? Bà cho Du hai thứ quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Đó là lòng thương và hy vọng. Trưởng thành rồi, anh mới hiểu có rất nhiều người đã sống được trong cuộc đời này là nhờ vào hai thứ đó. Bộ ở Sài Gòn thiếu ngủ lắm hả con? Lần nào về nhà cũng lăn ra ngủ. Dạ không, con vẫn ngủ đủ. Du trả lời mẹ khi anh vừa thức giấc và còn đang dụi dụi mắt cho tỉnh. Có lẽ chỉ khi trở về nhà và biết ba mẹ ở cạnh bên, người ta mới có cảm giác an toàn cùng với bình yên để mà ngủ say. Con thèm ăn gì? Mẹ đi chợ nấu cho ăn nè. Dạ, ăn gì cũng được. Ăn cá linh nấu canh chua bông súng ha. Đúng rồi, mẹ nhắc mới nhớ, con thèm món đó đó. Hồi Du còn học cấp 3, gia đình anh rất nghèo. Vào mùa nước nổi, thể nào cả nhà cũng ăn cá linh suốt. Vì lúc đó, cá linh chỉ có 2.000 đồng một ký. Nhưng nhiều lúc để mua được cá linh, mẹ anh phải đi giặt đồ mướn muốn gãy cả đôi tay. Có bữa thấy mẹ cầm cùi với thau đồ dơ của người hàng xóm kế bên, Du chỉ biết nấp sau nhà khóc. Mẹ đi chợ tranh thủ về sớm nha. Đừng có nhiều chuyện với mấy bà bán cá khoe con tôi thế này con tôi thế kia. Lần nào cũng cả tiếng đồng hồ. Thằng khỉ, cứ chọc mẹ hoài. Hai mẹ con cùng cười. Dù biết anh là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Lúc trước anh hay trách mẹ đi chợ lâu, nhưng có một lần bắt gặp mẹ tần ngần giữa chợ, và rồi anh đã hiểu. Chỉ ngần ấy tiền mọn, trong khi thứ gì giá cả cũng leo thang chót vót, chọn lựa thức nào cũng đã khó nghĩ. Thêm vào đó, ở nhà mỗi người một sở thích. Chồng thì thích ăn thịt bò, hai đứa con gái thì thích ăn thịt heo, thằng con trai thì thích ăn đậu hũ. Làm sao nấu cho vừa lòng tất cả? Phải chăng mỗi sự lựa chọn của mẹ đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu yêu thương và tận tụy? Mẹ không có món nào mình thích, cứ thấy chồng con ăn khen ngon là mẹ nấu và ăn hoài món đó. Mẹ chưa bao giờ nghĩ về mình, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Dù hiện là bác sĩ đang công tác tại một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố,
vẫn hay được mời đi ăn tại những nhà hàng 5 sao, nhưng không bao giờ anh tìm thấy được hương vị nào thơm ngon như món ăn mẹ nấu. Vì sao? Vì những vị ngọt, vị mặn đó không phải đến từ cá, từ thịt, từ đường, từ muối, mà đến từ những giọt mồ hôi, những giọt mồ hôi lặng lẽ của mẹ. Bây giờ cái gì cũng vội vã con ạ. Vội vã cả nụ cười và cả dòng nước mắt. Nhưng con hãy gắng sống cho thật đàng hoàng nha. Chậm cũng được, miễn là bình an. Lời ba dạy dù vẫn còn nhớ rất rõ. Để gia đình được trọn vẹn ấm êm, mỗi thành viên phải biết nhẫn nại, hy sinh thật nhiều. Ba không cho Du nhiều thứ như những người cha khác. Du đến trường chỉ với một bộ quần áo sờn rách. Khi Du lên Sài Gòn, vào đại học, chỉ có 200.000 đồng mà ba vay mượn được từ một người bạn. Khi Du tốt nghiệp ra trường, ba cũng chẳng có tiền bạc địa vị để lo cho anh một chỗ làm chu đáo. Nhưng ba cho Du hai thứ quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Đó là lòng thương và hy vọng. Trưởng thành rồi anh mới hiểu, có rất nhiều người đã sống được trong cuộc đời này là nhờ vào hai thứ đó. Chuông báo thức kêu lên inh ỏi, kéo Du ra khỏi giấc mơ ngọt ngào hơn 10 năm về trước. Bây giờ anh đã ở đây, dưới mái nhà nơi đất Sài Gòn phồn hoa. Có ba mẹ ở chung, đâu còn những chuyến đi đi về về giữa phố với quê nữa. Mà cũng ngộ, đôi khi Du lại ước, giá như ba mẹ còn dưới quê, anh lại được về quê. Cái từ về quê mới thôi thúc và ngọt ngào làm sao. Nhưng Du biết, ở đâu có người thân, ở đó là quê, là nhà. Mẹ vẫn chưa đi chợ về, ngoài sân nắng la đà trên những tán lá cây xanh mướt. Ngày mà chúng ta thôi phán xét và không còn tìm mình trong sự phán xét của người khác là ngày chúng ta về nhà. Như lời hứa, Du tham dự triển lãm mỹ thuật Phật giáo với thầy Thích Minh Triết, một vị sư mà anh có dịp kết thân khi đi chung đoàn khám bệnh từ thiện. Trong lúc đi chậm chậm, nhìn ngắm những ấn phẩm đẹp, thì có một cuộc đối thoại lọt vào tai anh. Anh ơi, cái bàn trà bằng gỗ hình hoa sen này đẹp quá, em mua ha. Mua về để đâu? Thì mai mốt sửa nhà lại để. Chúng ta đâu có thời gian uống trà em. Chú và cô làm gì thiếu phước đến nỗi không có thời gian uống trà? Người bán hàng đáp lại một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng suýt xoa về chiếc bàn trà. Dù thấy cặp vợ chồng đó mỉm cười rồi lẳng lặng bỏ đi. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ có gây gỗ. Nhưng thầy Thích Minh Triết thì không bỏ đi. Thầy hỏi người bán hàng cỡ chừng 50 tuổi, bận chiếc áo màu lam, cổ đeo tràng hạt, có tượng bụt ngọc màu xanh. Còn định nghĩa thế nào là đủ phước, thế nào là thiếu phước? Không phải ai cũng có 16 triệu để mua một bộ bàn trà này đâu. Không phải ai cũng có thời gian ngồi uống trà, bởi họ còn phải tất tả ngược xuôi mưu sinh. Ngay thời khắc con nói câu đó, con đã đánh mất phước của mình rồi. Dạ thầy, do con nôn nóng bán hàng quá. Con biết gì về cặp vợ chồng đó không? Dạ không. Họ là đại gia đó. Con biết họ bao nhiêu tuổi không? Dạ chừng 60. Không, họ đã ngoài 70. Sao trẻ dữ vậy thầy? Bởi họ sống lúc nào cũng hiền hòa và vui vẻ. Cái gì bỏ qua được, họ bỏ qua ngay. Họ không giận ai lâu. Mỗi năm họ xây 3-4 căn nhà tình thương và giúp đỡ không biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn cơ nhỡ. Bởi thế trong họ trẻ. Con có từng nghe câu tướng tự tâm sinh, tướng tự tâm diệt chưa? Trong khi con nghĩ rằng người có phước mới có thể nhàn yên ngồi hưởng trà, thì họ đang lăng xăng ngoài đời để phụng sự, để giúp đỡ đó con. Dạ,
Con biết lỗi rồi thầy, con xin sám hối. Nghe đến đó, bất giác Du mỉm cười. Thầy Thích Minh Triết quay qua và nói với anh: Thường chúng ta vẫn hay đánh giá nhận xét người khác khá vội vàng qua những điều trông thấy. Có lúc những điều chúng ta trông thấy không phản ánh chân thật hiện tượng, nhưng vô tình phản ánh tâm của chúng ta đang tà. Tâm an, nhìn đâu cũng an. Tâm rộng, nhìn đâu cũng thấy niềm vui. Tâm hẹp một chút, gió đã thành bão. Một chút lỡ lầm đã thành cách chia. Ngày mà chúng ta thôi phán xét và không còn tìm mình trong sự phán xét của người khác là ngày chúng ta về nhà đó, anh à. Du mỉm cười gật đầu. Anh thì thầm vừa đủ hai người nghe: Cảm ơn thầy cho chúng con bài thuyết pháp rất thực tế này. Chiếc áo lam không làm nên người Phật tử. Thuộc lầu kinh sách không thể hiện được sự hiểu, sự thương. Bởi hạnh phúc hay thành công có định nghĩa rất mơ hồ. Tùy theo mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau mà có định nghĩa về hạnh phúc và thành công khác nhau. Có người cho rằng đạt được điều gì đó sẽ hạnh phúc, thì có người cho rằng buông bỏ được điều gì đó là hạnh phúc. Có người cho rằng khắc tên mình lên đại lộ danh vọng ở một quốc gia nào đó là thành công, thì có người cho rằng đi qua cuộc đời này không có dấu vết gì mới là thành công. Sau khi gọi đặt hẹn lịch khám với bác sĩ Du xong, Châu để chiếc điện thoại lên bàn và nhìn ra ngoài hiên. Cây điệp vàng già nua đã khép những cánh lá đi ngủ. Dù Châu cố gắng giữ, nhưng tiếng thở vẫn trượt dài khi nhớ lại lời người thẩm phán trong phiên tòa xử ly dị vài tuần trước. Chúc mừng anh, từ lúc này anh tự do. Tự do ư? Đúng, tự do. Châu đã khẽ cười rời đi. Lúc đó anh không muốn nói thêm điều gì nữa. Anh quá mệt mỏi cho từng ấy năm tháng rồi. Tự do ư? Không, anh nghĩ anh và rất nhiều người nữa sẽ không bao giờ hiểu được hai từ tự do này, huống chi là có thể sống như người tự do thật sự. Tự do theo ông thẩm phán chỉ có nghĩa là kết thúc sự ràng buộc của một mối quan hệ dân sự có xác nhận của pháp luật. Liệu rằng một cuộc hôn nhân có dễ dàng kết thúc bằng việc cả hai cùng ký vào tờ giấy đồng ý ly hôn? Thật sự là không. Vì ai cũng biết còn hàng trăm chuyện rắc rối sẽ đến tiếp sau đó. Bởi có những sự việc, những mối quan hệ đâu phải nói dừng là có thể dừng được. Nói buông là có thể buông được. Một khi đã tác tạo ra hành động đầu tiên thì những gì liên quan đến nó sẽ kéo dài mãi mãi. Châu lại thấy đau âm ỉ nơi vùng hạ sườn phải. Dạo gần đây anh ăn không còn ngon miệng, sốt nhẹ về chiều. Có lẽ cuộc hôn nhân đã lấy đi của mình quá nhiều sức lực. Châu nghĩ, giả như ngày đó mình chọn một lối đi khác. Nhưng có những con đường chẳng ai biết trước được đích đến, nên cứ phải đi, cứ phải phạm sai lầm và cứ phải đau thôi. Châu lại buông tiếng thở dài. Con à, năm nay con đã 35 tuổi. Người ta cho rằng tuổi này mà không lấy vợ thì chắc chắn bất thường về giới tính đó. Bất thường thì đã sao? Chúng ta sống cho mình hay là cho lời đồn? Hạnh phúc cho mình hay là cho cái nhìn người khác hả mẹ? Nói vậy đâu được. Chúng ta sống phải có cộng đồng, phải biết nương vào nhau mà sống chứ con. Chẳng lẽ con không thấy bị áp lực khi mà đi đâu người ta cũng hỏi sao không chịu lấy vợ đi, có bị đồng tính hay không? Và bà Hường đã chọn Vi, dù anh có đồng ý hay không cũng phải lấy. Nhưng con không có tình yêu với cô ấy mẹ. Trời ơi, từ từ sẽ có. Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Hồi xưa lúc tao lấy ba mày cũng đâu có tình yêu đâu. Và mẹ có sống hạnh phúc không? Bà Hường đang hăng say khuyên bảo, bỗng khựng lại. Từ trong khóe mắt bà, một dòng nước mắt trào ra. Rất lâu sau bà mới nói: Chẳng ai hỏi câu đó,
Người ta chỉ hỏi bao giờ lấy chồng, bao giờ lấy vợ, bao giờ sanh con đẻ cái, bao giờ thăng quan tiến chức, và bao giờ chết phải không mẹ? Con thật là bất hiếu. Cuộc trò chuyện với mẹ hơn 12 năm trước như thước phim quay chậm lại trong đầu Châu. Vì không muốn mẹ buồn nên anh đã... Đúng là chẳng ai hỏi ai. Sau khi lập gia đình rồi, anh hay chị sống có hạnh phúc không? Và nếu câu trả lời là không, thì cũng chẳng ai hỏi tiếp là đến bao giờ anh chị mới chịu sống hạnh phúc? Bởi hạnh phúc hay thành công có định nghĩa rất mơ hồ. Tùy theo mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau mà có định nghĩa về hạnh phúc và thành công khác nhau. Con người cho rằng đạt được điều gì đó sẽ hạnh phúc, thì có người cho rằng buông bỏ được điều gì đó là hạnh phúc. Con người cho rằng khắc tên mình lên đại lộ danh vọng ở một quốc gia nào đó là thành công, thì có người cho rằng đi qua cuộc đời này không có dấu vết gì mới là thành công. Cũng như nỗi đau, chẳng biết lấy gì để đo nỗi đau này là lớn, nỗi đau kia là nhỏ. Nỗi đau này là cần thiết để trưởng thành, để sống tốt hơn, và nỗi đau nào đó là vô nghĩa. Thành ra có những chuyện rất nhỏ nhưng làm cho con người bị tổn thương nặng nề đến mất đi ý chí phấn đấu và cả niềm tin vào cuộc sống. Cuộc hôn nhân không có tình yêu và hiểu biết là một sai lầm. Có những sai lầm rất nhẹ, phủi áo một cái là xong. Nhưng cũng có những sai lầm rất lớn, đánh đổi bằng những năm tháng sống bất an hay là cả mạng người. Quan trọng là bây giờ, ngay thời khắc này, chúng ta học được điều gì và tiếp tục cất bước với bài học đó, hay tiếp tục phạm sai lầm khác và trầm mình trong những tiếc nuối khôn nguôi. Châu tự nhắc mình, nhưng anh biết mình không đủ can đảm đặt quan gánh xuống. Điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Châu. Sắp tới em phải đi công tác xa, làm phiền anh chăm con vài tuần nha. Cô điên à? Thôi còn rất nhiều công việc phải làm. Anh nói năng cẩn thận, kẻo con nghe thấy lại buồn. Nó luôn thần tượng cha của nó, một người cha có trách nhiệm. Cô! Anh không muốn chăm sóc con ư? Vậy tại sao lúc ở tòa anh giành bằng được quyền nuôi con? Cô! Anh luôn đổ mọi trách nhiệm lên người khác, quyền lợi thì anh dành về phần mình. Sống như vậy là ích kỷ anh à. Anh nên nhớ, bắt đầu từ giây phút này, mọi cuộc điện thoại từ em đều được ghi âm. Lần sau, phát ngôn cho cẩn thận đó. Vì nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình, điều mà Châu ghét cay ghét đắng. Cô ấy luôn có lý và khéo léo. Một phần vì vậy mà khiến Châu ký nhanh tờ đơn ly dị. Phần lớn đàn ông luôn mong muốn vợ dưới cơ của mình, bởi như thế sự tồn tại của họ mới có giá trị. Đằng này vì... Mà thôi, mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Những ngọn đèn đường đã được thắp lên, ánh sáng của chúng hắt qua ô cửa kính phòng Châu đang ngồi, hằn lên những vết loang lổ bụi bẩn. Châu muốn ném chiếc điện thoại, nhưng rồi anh ngừng lại. Được rồi, cô cứ đem con qua đây. Cảm ơn anh nhé. Nhớ đưa con đi học đúng giờ. Em đã hứa cho nó xem bộ phim Gấu Trúc Panda gì đó đang chiếu ở rạp cuối tuần này á. Căn phòng lại chìm vào im lặng như lúc ban đầu. Im lặng không có nghĩa là bình yên. Im lặng nhiều khi là một khoảng vắng sau khi cơn bão vừa đi, hay là đang đợi một cơn bão sắp đến. Châu bắt đầu đốt điếu thuốc thứ 15 trong ngày. Khói thuốc làm anh đỡ căng thẳng. Anh biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Năm ngoái bác sĩ Du đã cảnh báo anh về bệnh phổi tắc nghẽn nếu cứ tiếp tục. Nhưng thật khó để từ bỏ một thói quen. Ai cũng nghiện, không nghiện thứ này thì thứ khác. Có những chất gây nghiện như ma túy, rượu, bia, thuốc lá, làm cho con người thăng hoa trong một khoảnh khắc nào đó, được quên đi hoàn cảnh hiện tại, vì chẳng ai muốn đối diện trực tiếp với chính mình cả.
Cuối cùng rồi điếu thuốc cũng tàn, cơn đau nơi hạ sườn phải cũng giảm. Châu đứng dậy, khoác chiếc áo ra phố. Trời về đêm, thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Thành phố lung linh với những ngọn đèn đã tạo ra một sự mê hoặc khó cưỡng. Châu khẽ cười chua xót khi nhớ đến câu nói mà anh đã đọc được đâu đó. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Trích truyện ngắn Chạy trốn khỏi Sài Gòn, Vũ Đình Giang. Thật sự là vậy. Không có vinh quang nào mà không có đánh đổi, rượt đuổi. Không có danh lợi nào mà không có máu và mồ hôi. Và không có tự do thật sự nào khi chúng ta còn mong muốn điều gì đó và còn cầm nắm nhiều thứ trong tay. Vòi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.